rắc chương trình nào. Nhưng mà trang điểm này hơi quá, nhìn chất vết. Ok, rắc. Ồ, chờ 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 chờ, Becca Ram hay là chơi Ram Ram Rider đấy. À, rắc chơi balloon rồi. Thì rắc chơi balloon rồi. Mình thấy Ladder mấy hôm nay chơi balloon. Balloon 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 balloon. Minor balloon. Ờ, hình như con mà thả ba Arian thì bị lỗi nhỉ. Nó bay qua cái con Miner rồi. Balloon. Ram Rider đúng chuẩn luôn. Deck này counter được balloon. Balloon. Thả lỗi bao dừng thả luôn lỗi luôn cả ba Arian nữa. Nói chung là trận đầu thì ai cũng run hết á. Mình phát cả mồi đi. Lượng Eli bây giờ vẫn cần, tại vì deck của Onion là một deck counter của 60%, 60-40. Như vậy là ra đoạn rồi Equip. Nhưng mà Equip ra rồi thì sẽ phải giữ để lại Ram Rider cho con một con cho cái balloon. Mà công như thế này thì rất dễ Enemy Online sẽ bị out cycle. Anh phải đánh từ từ hơn. Anh mà đánh nhanh thì anh sẽ thua. Lượng Eli bây giờ đang tranh. Có tranh ăn không nhiều. Bây giờ là tay rất run. Hai bên tay cũng run hết. Nhưng mà da của rắc tay đẹp thế nhở. Hai bên đều thủ hết, bên chả bên nào cứu được. Vì vậy là cần phải Eco Equip. Cần phải có giữ lại Equip để combo cùng với nó lại Mình nghĩ là sẽ có một combo giữa Ram Rider, Equip và Megatai sau này luôn. Giáp đi, giáp đâu phải có giáp. Rồi đúng rồi. Barbarian thả đúng rồi, Equip lên đi em. Ram Rider sẽ hút. Sẽ có một cái phần đầu thật. Bắt được Poison rồi. Bắt được Poison con Equip đằng sau. Vì vậy sao Ram Rider Big Boost. Hai. Một mình Miner. Zack cần phải thả balloon nếu muốn không muốn thua. Zack cần phải thả balloon. Nhưng mà các bạn có để ý là giọng trong những turn vừa rồi thì Bandit bay ngược lại. Hay quá. Phải nói là chỉ cần một công mình Miner thôi thì nó không phải đây là Miner Fireball không có balloon. Đờ mà. Quên mất. Không có balloon. Mình toàn nhìn ở trên màn hình, định lừa. Mình toàn nhìn ở trên màn hình và mình không để ý phần dưới một trận trước mình bình luận như vậy. Ok, đây là Miner Fireball. Bảo thấy quái một mình Miner là đang nhiều thế. Cố vũ cả, cố vũ, nếu mà chúng ta muốn xem Legend thì chúng ta phải cố vũ cho Idol. Còn nếu mà chúng ta muốn nghỉ stream thì chúng ta sẽ cố vũ cho Cố Ảnh. Thực sự là cần phải... Đó, vậy sao Fireball rồi xong rồi. Nếu như thế này thì một Miner đã xong rồi. Thực sự đây là một cái deck mà tưởng là balloon nhưng hóa ra không phải, đây là Miner of Cycle. Rất khó, Miner dẫn tiếp theo đây. Rồi như vậy, khó. Mình gần ai, nhảy đi em ơi, Miner bắt được. Ê, whip rồi, chậm một Fireball rồi. Rồi, thua. Trận đầu đánh hơi lỗi. Rồi chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo thôi, không sao hết. Một pha trôn game của MDO. Mình cứ tưởng là có ba luôn. Một cái deck nó là hơi cùng nhảy một chút khi mà chơi deck tưởng là họ ai sẽ chơi balloon, sẽ chơi hot nhưng mà không phải. Sai lầm, hay là sai. Miner game, giờ lý. Skip Miner.
Thực ra trên lên hình thì họ sẽ làm bị thơm một chút, có skill làm dẹp bị da mà. One hit. Trận đầu tiên thì lúc là Legend đánh Onion đánh hơi lỗi, bởi vì là có 2-3 turn thì thế là hơi lỗi. Lại là Miner. Thực ra là cứ gặp Miner này mình nghĩ là đánh beatdown có mình thấy là có đánh Golem á, đánh Golem sẽ rất là hay. Golem có Extra Dragon đấy, không có spell đâu. Có Extra Dragon tại vì đích kia một fireball một snowball chết rồi, nhỉ? Chết rồi. Chết rồi. Và còn chơi Xbow cũng được. Ủa không được đổi deck à? Đổi deck mà, họ tùy đến đổi deck mà. Họ muốn đổi hay không thôi. Mình nghĩ là deck có hai có con double minion sẽ là hợp lý. Và sẽ để cao hơn là deck của họ. Deck của Zac. Mình cũng sẽ có fireball, mình cũng sẽ có lock, mình cũng cả veteran. Có cả lock bingan nên sẽ counter. Ôi giữ deck rồi. Đừng nghĩ là giữ deck, nếu mà giữ deck như này rất là khó thắng. Rất là khó thắng. Tại vì là con Rascal này nó sẽ counter ban Dominadai rồi. Giáp không? Có giáp không? Giáp không? Đổi rồi. Dùng Miner về thủ rồi. Ram Rider. Chạy lên đi. Này có bộ lên đi. Poisons. Quán hit. Bạn hit bắt được Royale rồi. Hay quá. Được xem Legend rồi đâu. Chôn game à. Bạn hit. Hóc đi. Không được rồi. Mình chỉ phương trọng. Bài bôn rồi. Mình nghĩ là trong cái bài này thì cần phải counter Miner. Sẽ giữ lại cái thằng giáp đúng rồi. Và sẽ dùng là nếu mà không công được thì mình sẽ dùng là Cycle Poison thôi. Mình nghĩ là hợp lý. Tại vì là cũng không bảo trụ được. Cứ cắm những con đồ thao ở đây này thì chỉ Poison thôi. Sẽ giết được cả Rascal nữa. Miner sẽ có bắt được Miner không? Đúng rồi, là con Bandit sẽ bay ngược lại. Hợp lý. Một pha rất là hợp lý. Run Miner lên đi. Giáp Bandit. Buddy em, Buddy. Oh, Miner họ sẽ thủ như này thì họ sẽ rất là sẽ bị out cycle. Sẽ bị out cycle. Chặn được con Miner, đừng để nó gõ. Đừng để nó gõ. No way. Thực sự là để Miner mà gõ thì rất là sốt ruột và rất là sẽ bị dối. Gặp Rascal lỗi. Rất thấy rất cẩn thận khi trong tấn tiền tiếp theo Miner sẽ lên rồi. Bandit! Oh, một cái snowball lỗi. Poison, Cycle Poison. Ok, GG. Phải nói là Leonian cũng là một người mà mình phải nói là thành. Phải nói là rất tự hào đấy, rất tự hào đấy, rất là tự hào đấy. Bình tĩnh, thôi càng. Với vẻ mặt này thì anh ta đã nói lên rằng là trời đủ, nãy trận đánh lỗi thôi, không phải thua. Slap matchup. Oh, keep deck again, Yali. We keep deck again, Pekka. Oh, Pekka, hot in on. Ram Rider. No, Pack Ram. Một giáp không giáp rồi. Mình đừng cười đánh lạc hướng rồi, hay lắm. Bandit. Mà người đã kiểm thủ quá nhanh.
Bánh rất chuẩn bài, bên kia thủ nhanh lắm. Dạ, bài trong bài này thì background cũng là hơi khó thật. Nhưng mà nếu đây là deck thủ của Hành cơ mà tội gì đó, mình cũng là mình nghĩ nhiều. Đây là một cái deck thủ, deck đã chơi rất nhiều năm rồi. Chúng ta chờ xem là lên Hiếu sẽ làm như nào đây. Nhìn bài là biết là khó rồi. Onion là củ hành chứ không nào. Chẳng lẽ là củ tỏi Onyx. Được Onion giống Onyx. Năm thứ tư là nick chính mà. Ở đâu có tính nick phút thuê đâu. Rồi, chúng ta sẽ có kinh nghiệm thờ hưu rồi. Đánh như này, kinh nghiệm thờ hưu rồi. Tưởng là hơn chơi hot nhưng mà hóa ra là cũng phải. Tưởng chơi hot nhưng không phải rồi. Miner bên kia đánh có thả quân không? Thả Miner bên kia sẽ có Ram bên này rồi. Không, Ram đi trước. Được. Ram sẽ đi trước PK. Ê, whip vào đi, whip vào đi, fireball sẽ có fireball đâu. Miner thủ rồi, Miner thủ sẽ out cycle. Miner, con này whip đừng chết, trời đúng. Bút nữa đi, Ram đâu, Ram lên nữa đi. Ram nữa đi, Ram nữa đi, Bandit, Bandit. Một phút rồi, một pha thủ lỗi rồi. Rắc đang bị rối, trời đu. Hey bro. Một pha thủ hơi lỗi. Nhưng mà tuần tiếp theo sẽ như nào đây? Chắc chắn là bên Củ Hành sẽ thủ bằng bạn thủ Miner rồi. Dùng bạn có Bandit hoặc dùng Lady Whip. Hoặc bên kia Poison. Poison thì chắc là thủ Miner được. Bên kia sẽ xong. Nếu mà để vào cycle thì bên của Jack sẽ có lợi thế hơn. Vì vậy là Hiếu cần phải công. Ram vào trụ rồi. Ram vào trụ rồi, đổi trụ rồi. Đổi hướng luôn. Bandit lao được không? Không được rồi, Miner bên kia. Họ sẽ không Poison được. Sẽ có một con Miner. Con Bandit cũng có bên này. Để tiếp tục đẩy ra cổ. Giáp không? Có giáp không? Giáp không? Không được rồi. Miner bên kia. Minions. Minions đâu? Không được rồi. Không được rồi. Và chúng ta sẽ có Legend đánh. Legend nhá. Ông em, nói chung là chúng ta đến từ Legend. Cứ tưởng ăn. Ba đẹp. Rồi kinh nghiệm chơi first matchup. Bạn này gì? Bạn này là Legend. Legend chơi deck gì đây? Hay là Miner Control nhỉ? Gang kìa. Không nghĩ là lock bait này. Mình không nghĩ là lock bait. Miner. Bota. Mình nghĩ là Bota rồi. Chơi deck này xin nhớ là Bota rồi. Văn Kỳ. I love Văn Kỳ. Bên kia là lúc bỡ là nói rồi ơi. Họ chơi lava rồi. Lava. Họ chưa có cycle cho gốc cho con Goblin. Vì vậy là đẩy con Goblin rất nhanh. Ở tuần tiếp theo nếu mà chúng ta Miner lên tiếp, Miner đủ chưa? Chưa đủ. Và bài em mất kịp thời. Bá sẽ cắn vào con bà. Rất đau. Tiếp tục đẩy gang thôi. Gang đâu? Đó là Phonacy. Đây là một cái deck mà thiên hướng về bait.
Và chúng ta có thể nhìn thấy cái deck mà chúng ta còn nhớ là cái deck bowler không? Bowler gương không? Thực ra đây là phiên bản nó không giống lắm, nhưng mà chúng ta nhìn cái fantasy ở đây thì chúng ta thấy là cái thiên đường lựa nhớ lên cái deck đấy. Và luôn đi văn ký bao trùm rồi. Rất đau. Họ sẽ có một cái poison. Một combo rất mạnh ở bên kia. Để lấy như nào đây, con phải giết được cái con goblin, con baby dragon. Ôi thủ được như nào đây? Deck bếp thì thông thường nó sẽ thủ lava mà bị lủng quân thì rất là khó thủ. Cố gắng lên legend. Chúng này chúng ta chỉ có loại ngay thôi, chúng ta không thể có một sai lầm nào được. Cố lên legend. Anh cần phải đánh nhanh hơn, anh cần đối trụ. Nếu anh không đối trụ thì anh sẽ thua. Thì rất khó để có thể thủ được cái deck này. Để lava vào trụ rồi thì rất khó bị quẩn. Ôi, họ đẩy poi lava tiếp theo rồi. Thôi xong rồi, lên lava. Thật sự không thể thủ được. Thật sự là legend muốn đáng lẽ là ở trong turn đấy thì mình nghĩ là không thủ được rồi. Oh, skill, thank you so much, Bolo. Hero, for my friend. Let's go. Hot cycle? I don't think so. Small changes. No, nice. Igbo. Huh? No. I think because of that, I stole that back. I think Prince here again for Geo Stitch. That's the unit I was thinking of. It was a bandit that he had. He had Prince. All right, there's the Ice Wizard along as well here to slow down the Prince. Ice Spear as well. Big ball. We'll have no. Nice. Exactly why we have the Knight instead. But the Golem just in time, that doesn't connect to the tower. And against the Golem, Jack is sort of in trouble. He really needs to push his elixirs to get that expo connected to the tower now. Right, exactly. It's going to be very tricky here. Uh-huh. He has to use the Knight as well to get in on this Golem. The Golem is going to finish off that expo. But, you know, Ice Wizard is a nice little counter to Golem because the Golem is already so slow. Yeah, it does a little better after that expo buff onto the HP. And Jack, if he also has Tornado, you can actually pull the Golem out of the range sometimes or push it to the other lane. Those are some options that Geo Stitch might be waiting for. Gotcha. So we'll see how that plays out. The Barbarian Barrel there. Putting down the Ice Wizard. Slow it up, Mega Minion. Mega Minion on the right. Slow up, Mega Minion. Ice Spirit here to slow down this push. Đây là rắc do hot chứ rắc gì nữa. Really chúng ta đâu gì đâu làm gì có nhiều rắc như vậy. Crazy, slow cycle. Không, đây là deck có deck Lightning. Nó có Lightning để nó cycle nhanh. Và Dios cần phải đánh từ từ, nếu mà anh đánh nhanh thì anh sẽ bị Igbo nó dã vào đầu ngay. Không, các bạn để ý là khi mà bị out cycle là các bạn sẽ bị sấp mặt đấy. Golem đâu? May quá, vẫn vừa kịp. Không, các bạn là để, nếu các bạn đánh lỗi là các bạn sẽ thua ấy. Sẽ có một cái rocket không? Make your golem push. Come on, Jack. Come on. Let's go, boy. So both players are actually fiddling. Prince. Let's go, Prince. Fiddling with their mind. Nice. Phải nói là mình phải rất ghét con Prince này vì nó tăng tốc rất nhanh. Mình không hiểu tại sao là nó được boost bằng khi nào khi mà nó Mega Minions. One hit. Oh, boy. That's big. That's really big in this kind of matchup. Any kind of damage is really much up. Here comes the expo defensive. Hello from Vang, let's go kick yo. To get the expo down and then waiting for the second one to come. Right, exactly. So he's waiting for that. The lightning. Nine lightning. So much damage to the expo. But I think he don't have the tornado. He don't have tornado. Oh no, way! He have tornado, no way. I just have king tower. Don't worry. Don't worry. Because they also have the lightning. Golem deck, I mean, okay, Golem lightning. Defense, how to win? Really how to win? It's too gigantic that it may just destroy the entire. How to easy game? Much.
But Jack, of course, not giving him too much time. He knew that with an extra tornado, he had some time to push on. I think we, Leon will boost the... No, rocket fail! Rocket fail! Wow, nine rockets. It's not like me. Come on, G-Plan. Wow, nine rockets. But I found it interesting that time that Dio Stitch opted to save his lightning for that push action. Nine rocket, nine lock. But the defensive end, so once again, your project changing it up. Now he's going to rely on that rocket to do the job for him. Oh, that can be a lot there. Tornado. Bring that tornado, making sure the ice wall is not ice wall. Ice Wizard is removed a little bit quicker. Freeze! He wants to, because of the baby dragon, he wants to force another. Oh, hay lắm. Bị áo sai cổ với bầu rồi. Đặt con freeze như thế này thì rất là khó đây. Họ sẽ con này. Tornado! No, không được bạn. Freeze! Freeze! Look at the amount of elixir difference. He just put down a golem. How do easy win? How do? That's about it. And this so easy might win. Be the finish of the game here. Yeah, this could be the finishing blow here for Dio Stitch. Landing is 400. The Ice Wizard trying to spy rocket. The rocket used right on top of all those units. Rocket, that's a really great rocket, but is it going to be enough? The next set of push, and what Jack, he has to defend it. All he can right now, he's got some damage done, about 600 away, but not. Nguy hiểm quá, bên kia nó sẽ rock freeze. Kind of help. Oh, the lightning! Ooh! Taking a shot at 27 with that mega. Wow! That's going to be it. Trọng game đá, Bill. See how tornado changed.